kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối nay thứ Bảy ngày 9 tháng 10 năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên gặp mặt các doanh nghiệp doanh nhân nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Tọa đàm tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp, lực lượng có đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Mỗi ngày tỉnh Hưng Yên phát sinh 10 tấn rác thải nhựa không được xử lý. Vườn Minh Đức thị xã Mỹ Hào nhiều năm liền không phát sinh vi phạm trên đất nông nghiệp, những kinh nghiệm rút ra. Quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cùng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân và kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Phạm Tấn Công, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các đồng chí Thường trực tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành, huyện, thị xã, thành phố, cùng đông đảo các chủ doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài tỉnh. Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Hưng Yên đã không ngừng nỗ lực vươn lên, có đóng góp lớn vào nộp thuế nhà nước, phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Hưng Yên là điểm sáng của cả nước về duy trì phát triển sản xuất, góp phần đưa các chỉ tiêu chính của nền kinh tế tỉnh Hưng Yên đạt và cao hơn trung bình cả nước. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa biểu dương thành tích mà cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đạt được. Hưng Yên có nhiều tiềm năng cũng như truyền thống của vùng thương cảng Sầm Uất, thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến để bứt tốc phát triển. Tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian tới, tỉnh Hưng Yên quyết tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. 1. Xây dựng chính quyền mạnh, trong sạch, hoạt động hiệu lực hiệu quả, kiến tạo phát triển, đồng hành hết lòng hết sức phục vụ và lấy doanh nghiệp và nhân dân làm trung tâm trước hết và trên hết là nâng cao chất lượng dịch vụ công, đơn giản thủ tục hành chính, rà soát tối ưu hóa các quy trình xử lý giao dịch hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và hướng tới xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên, đổi mới lề lối, tác phong làm việc và tăng cường kỷ luật hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức chuyên nghiệp có năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức tốt. 2. Xây dựng và triển khai các quy hoạch, chiến lược phát triển với mục tiêu tầm nhìn dài hạn một cách rõ ràng cùng với một hệ thống thể chế, cơ chế chính sách hỗ trợ và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. 3. Tạo môi trường kinh doanh thực sự là thông thoáng, thuận lợi, bình đẳng, minh bạch và an toàn. Với phương châm chính quyền tận tâm, doanh nghiệp tận lực, đây như một lời cam kết của các cấp chính quyền tỉnh Hưng Yên về sự đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng chính quyền kiến tạo và phục vụ. Chính quyền cởi mở doanh nghiệp và tận tâm với doanh nghiệp thì không có cớ gì mà doanh nghiệp không nỗ lực hết mình để cùng với cả chính quyền đóng góp nhiều cho ngân sách nhà nước. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh và các sở ngành đã có những biện pháp phòng chống dịch để tạo ra một cái môi trường xanh để cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên cũng như là huyện Văn Lâm của chúng tôi có được những cái cơ hội phát triển sản xuất kinh doanh, tạo ra công ăn việc làm cho người lao động và góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh còn nhiều khó khăn thách thức ở phía trước. Vì vậy, đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp cần tiếp tục khắc phục khó khăn để vươn lên vừa phòng dịch vừa đẩy mạnh sản xuất. Đồng chí nhấn mạnh doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới công nghệ để sản xuất cạnh tranh tốt hơn, lợi nhuận cao hơn, có đóng góp lớn hơn cho ngân sách nhà nước. Đồng thời chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong sản xuất kinh doanh, quan tâm tốt hơn nữa đến người lao động. Tôi đề nghị đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Hưng Yên khắc phục khó khăn, kiên trì phòng chống dịch hiệu quả, tập trung sản xuất kinh doanh, từng bước đổi mới công nghệ để tăng cường tăng năng suất lao động, tăng lợi nhuận, đóng góp ngày càng nhiều cho ngân sách, cho xã hội. Đồng thời đề nghị doanh nghiệp, các nhà đầu tư cần chủ động trao đổi, phản ánh kịp thời đến cơ quan quản lý nhà nước
với Ủy ban Nhân dân tỉnh để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh là cầu nối quan trọng giữa doanh nghiệp và chính quyền, phản ánh kịp thời và đề xuất tháo gỡ khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp đến lãnh đạo tỉnh. Các sở ngành và chính quyền các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực quản trị, năng lực cạnh tranh, hiểu biết pháp luật, chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy đối ngoại, ươm mầm khởi nghiệp. Hội nghị đã phát động chương trình sóng và máy tính cho em để giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn có đủ trang thiết bị học trực tuyến. Một số doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích tiêu biểu được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và giấy khen của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Cũng trong sáng nay, bên lề hội nghị, lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân đã diễn ra 3 cuộc tọa đàm theo các chủ đề nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đã trực tiếp trả lời làm rõ những ý kiến kiến nghị của các doanh nghiệp. Cùng sự tọa đàm có đồng chí Phạm Tấn Công, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Tại buổi tọa đàm, các chủ doanh nghiệp, doanh nhân đã bày tỏ sự đồng tình nhất trí cao với cách làm của tỉnh Hưng Yên và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khi tổ chức 3 hội nghị tọa đàm với 3 chủ đề. Cụ thể, một là về nội dung đầu tư tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, 2 là lĩnh vực tài chính, nguồn vốn, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, 3 là kết nối đầu tư, xúc tiến thương mại. Tại buổi tọa đàm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đã trả lời làm rõ các ý kiến của doanh nghiệp. Đồng chí nhấn mạnh, Hưng Yên luôn công khai, minh bạch và nhất quán trong thực hiện chính sách thu hút doanh nghiệp và đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. Những nơi nào, cơ quan nào gây khó dễ, đề nghị doanh nghiệp phản ánh trực tiếp tới Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh theo đúng phương châm của buổi gặp mặt, đó là chính quyền tận tâm, doanh nghiệp tận lực. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong cộng đồng doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện đúng quy định của pháp luật và chia sẻ với tỉnh một số vấn đề khó khăn thuộc về cơ chế chính sách, đòi hỏi phải có sự phối hợp giải quyết thống nhất của nhiều bộ, ban ngành trung ương. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc, ban chỉ đạo với 63 tỉnh, thành phố để đánh giá công tác phòng chống dịch COVID-19 thời gian qua, đề ra nhiệm vụ giải pháp phòng chống dịch, phục vụ phục hồi phát triển kinh tế xã hội thời gian tới. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Trong đợt dịch thứ tư, cả nước đã ghi nhận khoảng 830.000 ca mắc, gần 730.000 người đã khỏi bệnh và 20.300 ca tử vong. Hiện số ca mắc trong cộng đồng giảm gần 45% so với 2 tuần trước. Đến nay, tình hình dịch cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Tại Hưng Yên, từ ngày 27 tháng 4 đến nay, ghi nhận 297 ca bệnh, toàn tỉnh đang cách ly trên 7.300 người. Đến nay đã tiêm vaccine được trên 396.000 mũi tiêm, đạt gần 40% dân số trên 18 tuổi được tiêm mũi 1. Trong đợt dịch thứ tư, toàn tỉnh có 85 điểm phong tỏa tại 49 xã phường thị trấn, hiện chỉ còn 1 điểm phong tỏa tại huyện Khoái Châu. Tiếp nhận ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19 cấp tỉnh được gần 113 tỷ đồng, cấp huyện được trên 17 tỷ đồng, đã trích gần 23 tỷ đồng để hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương cần chuyển đổi sang thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả để vừa phòng chống dịch vừa khôi phục phát triển kinh tế xã hội. Trên cơ sở hướng dẫn của Chính phủ, các địa phương căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn để xây dựng tổ chức thực hiện hiệu quả từng bước nới lỏng, mở cửa đối với các hoạt động đi lại giao thông, sản xuất, giáo dục, du lịch, dịch vụ với lộ trình cụ thể khả thi. Đồng thời, phối hợp thực hiện tốt việc tổ chức đưa đón người dân có nhu cầu về quê, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo thúc đẩy việc sản xuất vaccine trong nước phải an toàn hiệu quả khách quan để chủ động trong công tác phòng chống dịch, đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 toàn quốc, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đảm bảo việc tiêm chủng khi số lượng vaccine về nhiều. Tại hội nghị, Chính phủ đã ban hành nghị quyết và hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có quyết định công nhận 2 làng nghề hoa cây cảnh xã Mễ Sở, huyện Văn Giang và quất cảnh Thiết Trụ, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu. Theo đó,
Xã Mỹ Sở có trên 31% hộ tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh nghề hoa cây cảnh, mỗi năm doanh thu đạt 260 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 110 triệu đồng một năm. Làng nghề quất cảnh Thiết Trụ, xã Bình Minh có 80% hộ tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh, lợi nhuận làng nghề đạt 102 tỷ đồng, thu nhập bình quân của một hộ đạt 130 triệu đồng một năm. Đảm bảo các điều kiện bảo vệ môi trường làng nghề, đến nay tỉnh Hưng Yên có 41 làng nghề, trong đó có các làng nghề hoa cây cảnh, quất cảnh lớn như Xuân Quan, Phụng Công, Liên Nghĩa, Thắng Lợi, huyện Văn Giang, Dũng Tiến, xã Đông Tảo, Thiết Trụ, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu. Trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các hộ nuôi trồng thủy sản tại huyện Ân Thi đang nỗ lực khắc phục khó khăn, đảm bảo nguồn hàng ổn định cả về sản lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Diện tích nuôi thả thủy sản của toàn huyện đạt 790 ha. Từ đầu năm đến nay, sản lượng thu hoạch gần 7.700 tấn, đạt trên 104% kế hoạch. Theo các thành viên của Hợp tác xã Thủy sản Hạ Lễ và một số hộ nuôi cá tại các xã Hồ Tùng Mậu, Hồng Quang, Phù Ủng, so với năm 2020, giá cá thương phẩm giảm từ 15-20%. Cụ thể hiện nay, cá chấm chép từ 40-47.000 đồng trên 1 kg. Nhìn chung với giá bán như hiện nay, các chủ nuôi thả cá gặp rất nhiều khó khăn. Để tháo gỡ, các hộ đã chủ động liên kết mua chung thức ăn chăn nuôi, con giống với số lượng lớn, nhờ đó giảm chi phí đầu tư khoảng 10%. Để đảm bảo chất lượng thương phẩm, các hộ tuân thủ nuôi thả theo tiêu chuẩn Việt Gáp, trong đó chú trọng việc không cho cá ăn cám chăn nuôi có hormone tăng trọng, không dùng chất kháng sinh và chế phẩm vi sinh ngoài danh mục được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho phép. Đây, hai xã Phú Cường và Hùng Cường nằm trong danh sách 20 xã nghèo của tỉnh. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của hai xã cùng sự quan tâm của các cấp các ngành trong tỉnh, nhất là từ khi tiến hành xây dựng nông thôn mới, đến nay bộ mặt kinh tế xã hội của các địa phương này đã thay đổi toàn diện. Sau khi được công nhận xã nông thôn mới, năm 2017, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Phú Cường đã tận dụng nguồn ngân sách cấp trên, kết hợp với nguồn lực của địa phương, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Chỉ sau 3 năm ngoài mở rộng, nâng cấp 100% tuyến đường liên thôn, đường nội đồng, xã đã cải tạo, làm mới trên 7 km đường trải nhựa, có chiều rộng 7,5 m, xây mới 5 nhà văn hóa thôn, 30 phòng học, vận động nhân dân chuyển đổi trên 40 hectare diện tích nông nghiệp, thành lập hai hợp tác xã về chăn nuôi và sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng thu nhập bình quân lên gần 54 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2%, trở thành xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2020. Cuộc sống của người dân bây giờ phát triển, sản xuất, kinh doanh là thuận tiện. Từ bộ mặt của xã Phú Cường cho đến ngày hôm nay thì so với độ 2011 thì nó vượt nhiều lần. Khi được sáp nhập về thành phố Hưng Yên, xã Hùng Cường là địa phương đặc biệt khó khăn, giao thông không thuận lợi, kinh tế xã hội chậm phát triển, thu nhập bình quân đầu người năm 2011 chỉ đạt 9 triệu đồng một người một năm. Sau những năm trở lại đây, Hùng Cường đã được đầu tư gần 200 tỷ đồng để cứng hóa hệ thống đường giao thông và xây mới 100% các nhà văn hóa, xã thôn, sửa chữa, nâng cấp, xây mới trụ sở làm việc, trường học, trạm y tế. Nhờ giao thông thuận tiện, bà con nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi 100 hectare sang trồng cây ăn quả, cây cảnh cho giá trị kinh tế cao. Diện mạo nông thôn từng bước thay ra đổi thịt, tạo động lực cho nhân dân phát triển kinh tế, cải thiện đời sống vật chất tinh thần. Đầu năm 2021, xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao và đang tiếp tục phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đời sống của nhân dân xã Hùng Cường nói chung là có cái sự phát triển về kinh tế là vượt bậc, nhân dân thấy cái này là rất là phấn khởi. Trong thời gian tới, xã Hùng Cường tập trung về lĩnh vực giáo dục theo đúng nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã, xây dựng các hạng mục như đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, đồng thời là chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để đem lại thu nhập năng suất cao cho bà con dân. Cùng với phát huy nguồn lực của các địa phương, những năm trở lại đây, thành phố Hưng Yên còn đặc biệt quan tâm, dành kinh phí và tạo điều kiện thuận lợi để các xã vùng bãi như Quảng Châu, Hoàng Hanh, Tân Hưng phát triển kinh tế xã hội.
Nhờ vậy, từ những xã có xuất phát điểm thấp, đến nay cả 5 xã vùng bãi đều phát triển vượt bậc, trở thành xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Các công trình văn hóa được xây dựng khang trang, thu nhập của nhân dân tăng gấp 4 đến 5 lần so với thời điểm mới sáp nhập về thành phố. Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng đê tả sông Hồng trên địa bàn xã Liên Khê, huyện Khoái Châu bị sụt lún, bằng nguồn vốn trung ương đã triển khai tu sửa mặt đê, gia cố hành lang chân để đảm bảo an toàn cho đê. Kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều tỉnh Hưng Yên năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tập trung xử lý sụt lún mái đê tại xã Liên Khê, trong đó tập trung bóc phong hóa mái đê, đào giật cấp mái đê, bóc toàn bộ vết nứt phía sông, đắp áp trúc mái đê, đắp đất đầm chặt, tạo cơ phía sông, trồng cỏ và che chắn sóng bảo vệ đê. Cùng với đó, gia cố hành lang chân đê ở huyện Khoái Châu và Văn Giang dày 20cm, rộng 5m. Hạng mục phát quang mái đê cơ đê tại huyện Kim Động, thành phố Hưng Yên, tổng kinh phí cho các hạng mục gần 15 tỷ đồng từ vốn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý. Đến nay, các hạng mục đã triển khai thi công được 60% khối lượng và sẽ hoàn thành trong năm 2021. Hiện nay, trung bình một ngày toàn tỉnh Hưng Yên phát sinh khoảng 10 tấn rác thải nhựa chưa được xử lý, tồn lưu trong môi trường. Đây chính là nguyên nhân gây ra tình trạng ô nhiễm trắng. Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên, chất thải nhựa phát sinh của toàn tỉnh là khoảng 30 tấn trên ngày, trong đó chỉ có 10% được tái sản xuất, khoảng 15% bị đốt, còn lại khoảng 75% trở thành rác thải. Ngoài lượng rác thải nhựa được đưa đi xử lý, mỗi ngày vẫn còn khoảng 10 tấn rác thải nhựa tồn lưu trong môi trường tại các điểm tập kết bãi chôn lấp hay các khu vực công cộng, sông ngòi, ao hồ. Đây chính là nguyên nhân gây ra tình trạng ô nhiễm trắng. Nó sẽ gây ra mất mỹ quan môi trường và đồng thời là còn có tình trạng đốt rác thải nhựa mang tính chất tự phát, phát sinh ra khí rất là độc hại, nguy hại đối với sức khỏe con người và ô nhiễm nguồn nước và nó ảnh hưởng rất lớn đến các cái hoạt động trong sản xuất nông nghiệp. Người dân mặc dù biết tác hại của chất thải nhựa nhưng vì rẻ, nhanh, tiện lợi nên vẫn cứ sử dụng sản phẩm nhựa tùy tiện. Chính thói quen này đã dẫn đến tình trạng lượng rác thải nhựa đổ ra môi trường ngày càng nhiều. Thưa quý vị và các bạn, không để xảy ra vi phạm trên đất nông nghiệp trong nhiều năm qua, phường Minh Đức là một trong những địa phương hiếm hoi ở thị xã Mỹ Hào nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung làm được điều này. Mời quý vị và các bạn cùng tham khảo kinh nghiệm của địa phương này qua phóng sự sau. Khu chuyển đổi có diện tích gần 10.000 m2 này nằm liền kề với quốc lộ 5. Từ năm 2002, nó vẫn nguyên hình là khu chăn nuôi thủy sản cho dù một số chuồng trại đã bị bỏ hoang, không có dấu hiệu sửa sang hay chuyển mục đích sử dụng. Thực hiện cái nghị quyết của Đảng ủy và có các cái văn bản về triển khai trong chi bộ và đồng thời giao nhiệm vụ cho các đồng chí đảng viên từng khu vực một. Nếu có xảy ra thì chúng tôi sẽ đến là lập cái biên bản ban đầu và đồng thời nó là giao hẹn thời gian tháo dỡ, mà không thì chúng tôi xuống tháo dỡ ngay. Phường Minh Đức hiện có 3 tổ dân phố là Dân An, Phong Cốc và Xài Phi, còn nhiều diện tích canh tác, xác định rõ nếu để phát sinh vi phạm sẽ dẫn đến việc trục lợi, mất đoàn kết và khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng khi triển khai các dự án. Vì thế các tổ dân phố đều rất quyết liệt dùng nhiều biện pháp ngăn ngừa. Chúng tôi tuyên truyền rộng rãi ở các cái cuộc họp chi bộ, dân chính đảng và hội nghị nhân dân và tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của tổ dân phố, cho nên là dân là rất chấp hành. Thì chúng tôi có một cái đội riêng là tổ bảo vệ của tổ dân phố là thường xuyên là đi, tức là kiểm tra, giám sát là xem có cái trường hợp nào coi là lấn chiếm không thì về báo cáo với cơ sở để cơ sở là có hướng giải quyết. Trước khi thành lập phường vào tháng 5 năm 2019, xã Minh Đức có tổng diện tích canh tác trên 300 ha và 3 khu chuyển đổi từ ruộng trũng sang nuôi trồng thủy sản. Chúng tôi đã giao cho các cái tổ dân phố là chịu trách nhiệm về công tác quản lý đất đai trước Ủy ban nhân dân phường. Thế và có cái bản cam kết từ đầu năm kiên quyết, tức là xử lý từ lúc bắt đầu có manh nha. Cái quan trọng nhất thì vẫn là cái công tác tuyên truyền vận động thường xuyên ở trên địa bàn. Thế và khởi động là toàn bộ cái hệ thống chính trị vào cuộc. Thế và phối kết hợp với cái việc tức là phát hiện kịp thời và kiên quyết xử lý các cái vi phạm.
Hiện nay phường Minh Đức chỉ còn hơn 100 hectare đất lúa sau khi nhường đất cho phát triển công nghiệp. Tuy nhiên các biện pháp quản lý vẫn tiếp tục được duy trì, thậm chí siết chặt hơn.